Rồi. Rồi, cô chào A14, tụi con nghe rõ chưa? Dạ rõ cô ơi. Ok. Rồi, như vậy là theo lịch trình chiều hôm nay A14 của tụi mình sẽ bắt đầu sửa các cái test cô đưa hôm trước. Và bây giờ theo thứ tự thì mình sẽ sửa đề số 1 trước ha. Đầu tiên chúng ta sẽ vô đề số 1 ha. Rồi, cho cô hỏi lại nè, tụi con đã nhìn lên màn hình thấy rõ chưa và nghe cô nói rõ chưa nè? Dạ rồi cô ơi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ha. A14 tụi con đã làm hoàn thành hết đề số 1 chưa? Im lặng là chắc là chưa làm phải không? Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu sửa đề số 1 thì cũng giống như trên lớp cô sẽ gọi cá nhân ha? Cô sẽ gọi cá nhân, mỗi bạn có thể chọn một số câu hả, chọn đáp án một số câu mà những câu đó nó hiển thị trên màn hình ha.
nào sao đâu mất tiêu rồi, vô chú review sao không thấy. À, đây. Còn hôm qua chọn nét là chọn chỗ nào với Tuyền? Đây phải không? Dạ. Màu đỏ là màu nào? Đây hả? Màu đỏ là như cái này. Rồi bây giờ cô sẽ mời theo thứ tự nha. Cô mời bạn Minh Tú, bạn Tú nữ sửa cho cô câu 1, câu 2 và câu 3 của đề số 1 nè. Con đọc lớn đáp án nè. Ủa A14, tụi con có nghe cô nói không vậy? Sao kỳ? Dạ có. Mà sao lại mà gọi tên một số bạn không thấy trả lời? Diệu Minh Tú có học không vậy? Gọi thử phải là vắng ha. Gọi thử bạn khác nghe này. Kim Nguyên. Kim Nguyên trả lời 1, 2, 3. Oh, absent luôn rồi ha. Vân Anh 1, 2, 3. Dạ cô ơi, thật ra hôm qua lúc mà con vô file con thấy cái đề đó đó cô. Ủa là lý do là sao không thầy, mà sao con không có báo cho cô biết mà để bây giờ mới nói? Con tính hôm qua mới làm á, mà cái con vô không được, cái nãy con mới nhờ bạn gửi thì con chưa có làm kịp để trả lời đáp án cho cô. Mà sao lại không có báo sớm cho cô để cô gửi lại file mà để tới bây giờ này rồi mới chưa có làm mà sao, thì không lẽ giờ ngồi chờ nè. Cô ơi, bạn Kim Nguyên gửi đáp án ở trong phần chat của group lớp á cô. Không, bây giờ sửa trực tiếp chứ không có gửi đáp án, bây giờ không có ai đọc đáp án hết trơn. Sửa là sửa chung cho cả lớp luôn. Là phải tham gia học trong cái giờ này, trong khung giờ này để sửa luôn, chứ cô không có yêu cầu gửi đáp án ở đâu hết á. Dạ không, bạn vừa học bạn không có mic á cô, cho nên bạn gửi đáp án cho cô chứ bạn không có mic để nói á cô. Ủa sao kỳ vậy? Bạn Minh Tú cũng vậy á cô. Vậy thì bây giờ vậy đi, cô sẽ đọc đáp án luôn, cô cho mấy bạn tự sửa luôn nha. Cô đọc đáp án luôn đi. Cô đọc đáp án những câu khó, cô hướng dẫn luôn, còn lát nữa cái bài đọc nè. Nhưng mà cái bài đọc thì cô phải yêu cầu cá nhân trong lớp phải làm, phải trả lời trực tiếp và phải giải thích cho những người khác cùng hiểu, chứ cô không thể nào mà cô cung cấp đáp án hết được. Khác cái bài reading. Dạ, cô ơi, con mới gắn mic đó cô. Nên là con có nhắn trong đáp án câu 1 tới câu 3 đúng không cô? Không, bây giờ cô không thể nhìn đáp án được. Bây giờ tụi cô chỉ nhìn đi màn hình thôi, chứ không thể nào là gửi đáp án vô trong group được. Bây giờ gắn biết là nói dạ. Được chưa? Dạ rồi, cô con đang nói. Là Nguyên đúng không? Kim Nguyên đúng không? Dạ dạ. Dạ. Nó lại có cái vụ vậy. Nó nói cô, con gắn biết không được, cho nên giờ con chỉ gửi đáp án trong cái group chat thôi, gửi chỗ nào vậy? Ôi trời ơi, thôi giờ ai đang đi dạy cái này bị dở lại coi cái này làm sao coi được. Thôi kệ nó đi, thay kem cứ cho nó bình thường rồi chị dạy thôi. Thôi đang dạy, đang giảng bài, giảng đề mà biết còn lật cái lại nó coi đáp án sao vậy ấy được. Thôi được rồi. Rồi vậy Kim Nguyên đọc luôn đi con. Nói chung là cô không thể lật lại trên cái màn hình mà để cô coi lại đáp án đâu. Chỉ sửa trực tiếp lên cái đề luôn để cả lớp cùng theo dõi thôi nha. Dạ. Yeah. Dạ, 1A, 2B. 1A, 2B, đúng. Còn câu... Dạ, 3B. Con nghĩ, tại con không biết con là sao mà con nghĩ 3B cô. Và bỏ S đi. 3B. À, các bạn theo dõi này, cô giải thích này, câu 3 không phải là câu B đâu. 4,000 years of years. Man has used rocks as a main material for building. Người ta sử dụng đá như là một những nguyên liệu chính để xây nhà cửa. Cho cái việc gì đó, for building. Tụi con nhìn lên màn hình, tụi con thấy chữ building là verb in nè. Được chưa? Xây nhà cửa, làm hàng rào. Như vậy là cái chữ make này nó phải biến thành making để nó song song với từ building. Hiểu không? Cho nên đáp án của nó là câu C. Rồi.
Dạ 4A. 4A, đồng ý. 4A vì nó nhấn âm thứ mấy đây con? Dạ, âm thứ 2. Neglect, đúng rồi. Why lại struggle justice? Và câu cuối cùng? Dạ, câu 5C. Chính xác, thank you. Rồi, câu số 5 là câu C. Bạn nào mà nhìn lên màn hình thấy không rõ thì báo với cô liền ha. Câu tiếp theo nè, hai câu tiếp theo là hai câu ngữ âm cuối cùng. Mời bạn Châu. Câu 6 và câu 7. Rồi, im lặng rồi, no sign rồi. Dạ, Huyền Châu đúng không cô? Chính xác. Dạ. Câu 6. A. À, tại sao nó tặng cùng là chữ K, nó tặng cùng là âm K mà sao con dám chọn nó khác với những từ còn lại? Dạ, tại vì nó là âm câm. Tại vì đó là âm câm. Cái chữ quyết kiệt này là từ loại gì con biết không? Nó là tính từ. Chữ quyết kiệt là tính từ, chứ nó không phải là động từ như ba chữ còn lại. Câu B, câu C và câu D đều là động từ cả. Influenced, expressed và reduced, ba chữ này đều là âm tờ cả. Nhưng bởi vì chữ quyết kiệt nó không phải là verb ed, nếu như nó là động từ thêm ed thì nó sẽ có cách đọc giống như BCD. Nhưng bản thân từ quyết kiệt, bản thân nó là tính từ, nó có nghĩa là nhanh trí, thông minh á, thì mình sẽ đọc nó là quyết kiệt. Hiểu chưa? Nó giống giống như có một cái từ trong tiếng Anh mà các em còn nhớ cái chữ naked không? À, chữ naked cũng vậy đó. Chữ naked mình cũng đọc giống như câu A này bởi vì nó là tính từ. Rồi câu 7 đi. Dạ câu 7B. Chính xác, 7B. Rồi. Bây giờ cô sẽ, tự vì có một số bạn mới ấy cái tài liệu thành thử chưa có làm được cái bài đọc ha, cho sửa những câu lẻ trước đi. Sửa hết những câu rời trước xong quanh qua cái câu bài đọc. Bây giờ lớp A14 của mình, bạn nào chưa đọc cái bài đọc thứ nhất đứng ngồi tại ở đó và điểm danh nói tên cho cô nghe thế nào, để còn bao nhiêu người cô xem số lượng thế coi. Những ai chưa hoàn thành cái bài reading thứ nhất là cái bài trên màn hình đây nè, tụi con cứ nói tên lên cô nghe thử, cô đếm thử khoảng bao nhiêu người chưa xong. Vì nếu mà có quá nhiều người chưa xong thì không thể nào sửa bây giờ được. Mày không có ai lên tiếng thì là xong hết rồi đó. Dạ em cô ơi. Em nói tên luôn em chứ giờ nói em cô không biết ai đâu. Dạ Hoàng cô. Rồi, nghĩa là cả lớp của mình Hoàng với Văn Anh rồi đúng không? Tự Văn Anh mới lấy tài liệu hả? Còn ai nữa không? Em Nhật Lam cô. Nhật Lam hả? Dạ Ngọc Châu cô. À, tiếp đi, còn bạn nào cứ lên tiếng tiếp đi. À, lớp ba mấy người mà chỉ có ba người thôi, vậy thì phải sửa thôi. Mà ba người có mấy bạn nhắn, có mấy bạn nhắn tin nữa cơ cô. Rồi nhắn tin để cô xem tiền. À, Hoàng Bạc, Thanh Thảo, Hạnh Ly, à, Phương Khoa, bạn Hà với lại dạ không, dạ cô. Sao mà có hơn 10 người vậy, sao tụi em kỳ lạ vậy? Bài tập cô gửi từ cái đời nào đến bây giờ mà đến nỗi cái bài đọc của cái đề thứ nhất mà tụi em cũng không làm xong thì chừng nào làm? Không lấy giờ lên đây cô ngồi, cô phải chờ. Cô ngồi không, cô ngồi phải chơi, cô chờ tụi con làm nè. Ví dụ một hai bạn trục trặc cái gì đó, ví dụ như Văn Anh nói thôi còn có thể chấp nhận được. Bây giờ còn lại cả chục người vậy, sao kỳ vậy? Bây giờ qua sửa mấy câu lại hết đi. Lát nữa cô sẽ giao nhiệm vụ cho một số bạn ngồi tại chỗ đọc cái bài đọc và trả lời cho cô. Bây giờ tụi con đi xuống cái đoạn câu số 31. À, tụi con quay ngược lên câu số 16 và 17 nè. Bây giờ mình đang ở cái đoạn số 16, 17, cô gọi cá nhân sửa luôn ha. Rồi, mời bạn Tú Nam. Đọc đáp án câu số 16 và 17. 16B. À, 16B. Ship
là sự thay đổi, nó đồng nghĩa với movement. Và ở đây vì nó trái nghĩa cho nên chúng ta chọn từ maintenance. Chính xác. Câu 16 là câu B. 17. 17 gì? 17 là D. À, 17 là câu D. Các em nhìn lên màn hình và theo dõi nè. Nó có cái thành ngữ ở câu số 17 đó. Đây, câu số 17. Chúng ta xem câu số 17 chúng ta có thành ngữ. Apples and oranges. Đây là một cách nói. Người ta đi so nói là quả táo với quả cam. Về cái thành ngữ này nó sẽ bằng với chữ. Người ta đem hai cái thứ nó không liên quan gì với nhau hết để người ta so sánh. Đó là phấn và phô mai. Là thành ngữ trong tiếng Anh. Chalk and cheese. Thì cái chalk and cheese này nó sẽ bằng nghĩa với apples and oranges. Chúng ta nhớ take note vào nha. Và cái nghĩa của thành ngữ này, hai thành ngữ này nó có nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Tức là hai cái thứ này không liên quan gì với nhau hết. Cho nên cái từ trái nghĩa với nó trong cái ngữ cảnh này chính là chữ very similar. Rồi. Mời bạn Phương Khoa sửa cho cô đoạn 18, 19, 20. Rồi, im lặng luôn rồi. Bạn Cường, 18, 19, 20. Rồi, bạn Cường lại vắng dạ, luôn. Cô ơi, bạn Khoa có nhắn đáp án của cô là 18D, 19C, 20A. Mà cô hỏi lớp mình lý do vì sao mà tụi con không gắn mic được vậy? Cái lớp mấy cái lớp A1 hôm trước cô dạy là 100% nó đều trả lời được nhanh hết luôn á. Sao giờ cái lớp mình sao kỳ vậy? Mà sao bạn lại cung cấp đáp án cho con coi được? Dạ bạn nhắn á cô, mà nếu như mà cô không coi được thì tại tụi con thông báo ngay góc màn hình luôn á cô, để tụi con đọc cho. Rồi, vậy là bây giờ đáp án của bạn đưa lên câu 18 là câu gì nè, đọc con đọc lại đi. Dạ 18D, 19C, 20A. 18 là câu D, meaning liệt words are not so good at meaningful silence, đúng rồi. 19 là câu gì? Dạ 19C. 19C, đúng. Và câu cuối cùng? Dạ 20A. 20A, chính xác. Rồi, lật qua bên kia, tụi con đi xuống cho cô cái đoạn từ câu số 31. 19 có nghĩa là gì vậy con? Cái gì con? Câu mấy? Dạ câu 19 đó con. You must never take... Helmet là cái nón bảo hiểm con. Con hỏi từ này đúng không? Helmet đúng không? Dạ không, câu sơ cô có nghĩa là gì? Helmet must be worn at all time when driving. Có nghĩa là lúc nào lái xe thì lúc đó phải mang nón bảo hiểm. At all times when driving. Mọi lúc, nhưng mà mọi lúc lúc lái xe chứ không phải là lúc bình thường, lúc ở nhà ví dụ vậy đó. Hiểu chưa? Và cái đề nó cho là bạn không được tháo nón ra khi bạn lái xe. Bạn không được cởi nón bảo hiểm ra khi bạn lái xe. Như vậy là nón bảo hiểm phải được đội mọi lúc lái xe. Thì đúng rồi, câu 19 là câu C. Hay là con có một đáp án khác hả? Dạ con chọn câu D. Câu D. Cái con lấy nhớ là cái chữ taken around này là chỉ mang theo thôi nha con. Có nghĩa là mình máng lên xe mình đi chứ chưa chắc gì mình đã đội nha con. Hiểu không? Còn mình sử dụng cái động từ wear này nè, là mang, là mặc, là đội, là nó, thì nhất định câu C phải là câu đúng rồi. Chứ mà taken around là mang theo chứ chắc gì đã đội. Đúng không? Ở trên nó bảo là không được cởi ra, mà never take off, không được cởi ra thì dĩ nhiên là bắt buộc phải đeo rồi, phải đội rồi. Nên câu đó là câu C là đúng rồi. Rồi, tiếp tục nè. Mình sẽ sửa tiếp cho cô cái đoạn câu 31. Cô cho đáp án nè, câu 31.
Do you think that people should protect cultural identity in the age of globalization? Thì câu này sẽ là đáp án A. There's no doubt about it. Đúng là như thế, chắc chắn là như vậy rồi. Câu số 32. Người ta nói ở trên là gì đó mà dưới sẽ trả lời là tôi thực sự không đồng ý. I don't quite agree. Là nói về cái ý kiến cá nhân của Jimmy. Vì ở trên họ đưa ra là only way to succeed, đó là cách duy nhất để thành công trong đời. Nhưng mà anh này nói là tôi không hoàn toàn đồng ý như thế. Có những người thành công mà họ đâu có bằng cấp gì đâu. Cho nên câu này á, đáp án sẽ là câu B. Rồi, tụi con xuống luôn câu 33 nè. Câu 33 nếu đọc đề tụi con sẽ thấy là hai mệnh đề này nó nhượng bộ, nó ngược nghĩa với nhau đó. Tại vì phía trước á, là câu 33 nó có chữ là perform excellently, mà phía sau nó có chữ did didn't win the trophy. Cho nên đáp án của câu 33 phải chọn bắt buộc đó là câu C. Mặc dù. Câu 34. The boy lost several of his fingers because of the firecracker. Firecracker là pháo ha, tức là nổ, pháo nổ trúng á. The doctor operating on him. Thì câu này á, chúng ta phải sử dụng mệnh đề liên hệ. Tức là những bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho thằng bé, người mà mất một số cái ngón tay do bị pháo. Cho nên câu số 34 này đáp án sẽ là câu B. Rồi. Đồng nghĩa trái nghĩa. Lớp này có bạn Khoa Nam nữa đúng không tụi con? Bạn Khoa mà Khoa Nam trả lời cho cô câu số 35 và 36. Dạ 35A. Không thể nào 35A được. Đọc lại đề. By being thrifty and shopping wisely, housewife in the city can feed the entire. Mình nhìn kỹ cái cụm từ này. Can feed the entire family on a salary at gì đó, với số tiền bấy nhiêu đó, 500 đồng, 500 nghìn trên một tuần, mà có thể nuôi đủ sống gia đình. Có nghĩa là tiết kiệm chứ không phải là thông minh. À, đó là từ đồng nghĩa với nó là từ economical. Câu số 35 là câu C đấy. 36. Dạ, 36 bạn nhắn là B á cô. Đúng rồi, emission. Câu B. Đến chính xác. Bạn nào không biết thì ghi vào ha. Cái chữ emission có nghĩa là thoát ra, thải ra, phóng ra, đặc biệt là đối với các cái chất khí. Ví dụ như là fume and smoke, đó là khói và khí thải của nhà máy. Thì câu này chúng ta sẽ đồng nghĩa với nó là từ release, thoát ra, thải ra, chứ không phải là câu C. Câu C là chất ô nhiễm. Rồi, bạn cô mời bạn Nhật Hạ sẽ trả lời từ 37 tới 40 cho cô. Khánh Hạ chứ quên, Khánh Hạ. Gửi đáp án là 37. Ừ, đọc đi con. Với lại 38D. Con đọc lại đi, 37 gì cô chưa nghe. Dạ 37D. À 37. 37 đáp án D là sai. Tụi con nhìn lên màn hình và nghe đây. The man insisted. Cô đang gạch chân cái từ insist. Và tụi con hãy tưởng tượng rằng chữ insist này á, nó sẽ cùng cái cách sử dụng với một số động từ. Ví dụ như là động từ suggest là đề nghị, hoặc là demand gì đó. Được chưa? Thì những cái trường hợp này, những cái động từ insisted này, đằng sau tụi con nhớ nè, insist cộng chủ ngữ. Chủ ngữ là the tourist. Thì đằng sau nó tụi con chỉ cộng với verb 1 mà thôi.
Được chưa? Vấp 1 đây mình ngầm hiểu rằng chỗ đó chính là should cộng vấp 1 và chúng ta bỏ đi chữ should. Vậy nếu dạng phủ định của nó, tụi con chỉ dùng not cộng vấp 1. Vậy thì bây giờ rõ ràng câu 37 sẽ là câu C. Chúng ta lưu ý ha, gạch chân cái động từ insisted cho cô, nó giống với động từ suggested, demanded, ví dụ như thế, yêu cầu, đòi hỏi. Rồi tiếp đi con, đọc giúp cho bạn tiếp 38 đi. 38D. 38D, à câu này thì quá rõ rồi, đúng. 39A. 39A, những ai chưa hiểu câu 39A thì nghe, đây là danh từ tặng cùng có chữ S, nhưng nó là danh từ số ít, bởi vì nó chỉ môn học, môn thống kê học, cũng giống như môn vật lý học hay là ngôn ngữ học vân vân. À, như vậy nó là tên của một môn học thì động từ chúng ta sẽ chia số ít. 40 con. 40C không? Chính xác, 40C. Rồi, câu số 41 là câu hỏi đuôi. Thì rõ ràng câu này chúng ta để ý nè, nó có cái dễ bị lỗi nè. Chúng ta thấy ở đây người ta có chữ TI. Và nếu chúng ta bất cẩn, chúng ta sẽ chọn ngay đáp án là câu C. Nhưng chúng ta quên đằng trước rằng nó có chữ Donceable là nó mang nghĩa phủ định đây. Cho nên câu này chúng ta phải chọn đáp án đó là câu 41 là câu A. Chúng ta lưu ý ha. I don't suppose there is anyone thì bằng với I suppose there isn't anyone. Nhưng mà người ta đổi là người ta phủ định cái vế ở phía trước thì bắt buộc câu 41 phải chọn câu A. Rồi, câu 42, đằng sau deny chúng ta dùng verb in, không có gì bàn cãi ha. Câu 43, ở đây chúng ta đang sử dụng phủ định của so sánh bằng. À, và chúng ta nhớ nếu là phủ định của so sánh bằng thì câu này sẽ là câu nào? Sean pay $20 for his meal. Không nhiều bằng, không nhiều như cậu ấy đã nghĩ là nó đáng giá. Vậy thì câu này Thủy Hoàng trả lời thử là câu nào? 43. Dạ, câu B. Câu B. Làm sao mà xuất hiện cái so sánh bằng ở câu B đủ được? Mất S và nó còn thiếu chữ gì? So sánh bằng nó thiếu mấy chữ S? Dạ, 2. À, hai chữ S. Vậy thì câu B là sai rồi. Không được. Vậy là câu A không? À, câu A. Chính xác. Câu 43 là câu A. Và chúng ta phải hiểu rằng cái chữ so này chính là bằng với chữ S. Được chưa? Bởi vì chúng ta biết là dạng phủ định, chúng ta có thể thay chữ S thứ nhất bằng chữ so. Câu 44, mọi người lưu ý ha, cô sửa luôn cái phần câu lẻ, lát cô dành thời gian tụi con đầu tư vô bài đọc cho cô nè. Câu số 44, đáp án sẽ là câu B. Và tụi con ghi cho cô cái từ Z ở đây, nó nghĩa là tuy nhiên, chứ nó không phải là chưa như là trong thì hiện tại hoàn thành. Lưu ý ha. Khi nó nối hai mệnh đề thì có nghĩa là hai cái mệnh đề đó có nghĩa nó ngược lại với nhau. Tuy nhiên, tôi không có thời gian nhiều để xem. Câu 45, câu này thì trong năm học mình gặp hoài. To be subordinate, câu D. Câu 46 là một thành ngữ. À, câu 46. Ai cũng phải mắc phải sai lầm thì mới trưởng thành được. Cái câu này ý nó nói như thế. Mắc phải sai lầm là điều hiển nhiên, là điều cần thiết để cho con người ta trưởng thành. Thì ở đây nó có một cái số cái thành ngữ như thế này. Chúng ta còn nhớ cái chữ check and see hồi nãy cô mới cho tụi con đó. Đó, hoàn toàn khác biệt. Câu B là hoàn toàn khác biệt. Câu A là những thứ vụn vặt, những thứ nhỏ nhặt ha, người ta gọi là odds and ends. Câu C thì khỏi rồi, top and bottom là đỉnh và đáy thì biết rồi. Và đáp án đúng sẽ là câu D. Essential part, important part. Là điều cần thiết, là điều thiết yếu, là điều hiển nhiên, nghĩa nó như thế. Part and bottles. Câu 47. À, thấy có cái từ paper. Thì dĩ nhiên là trên cái paper đó nó phải có article rồi, không chạy đâu nữa hết, đúng không? Câu số 48. Chúng ta đừng quên thành ngữ đó là agree. Agree gì hả? Agree with somebody on something, đúng không? Đồng ý với ai về cái gì. Và chỗ này là one point, là một quan điểm, một cái điểm nào đó, thì nó đi với giới từ on. Câu số 49, gạch chân cái chữ cơ hội cho cô. Opportunity. Và ở đây, nắm bắt cơ hội, chúng ta có cái thành ngữ see opportunity. Động từ seize là nắm bắt, chứ không phải là tận dụng hay là khai thác gì cả. Nếu chọn câu C thì phải là make use of nha các em. Câu C đây mà chúng ta muốn chọn thì chúng ta phải dùng giới từ of. Cho nên câu 49 là câu B. Và câu 50.
tên của đất nước Bồ Đào Nha chúng ta không dùng mạo từ gì cả. Nhưng mà Hà Lan thì chúng ta có nha. Như vậy câu này chúng ta sẽ chọn phương án đó là câu A. Câu 50 là câu A. Tụi con nhìn thấy màn hình thấy rõ không ạ? Dạ thấy. Rồi, như vậy bây giờ những cái câu lẻ lẻ này có thắc mắc gì nữa không? Coi lại cho kỹ đi, còn chỗ nào chưa rõ nữa thì hỏi. Bây giờ cô sẽ giao nhiệm vụ ha. Cô giao nhiệm vụ cho một số người. Nếu mà mấy phút nữa cô sẽ yêu cầu ba cá nhân sau đây phải đọc cái bài đọc. Bạn Vân Anh á, cô giao nhiệm vụ bạn phải đọc cái bài đọc thứ nhất cho cô. Ai cũng phải đọc hết, nhưng mà người cô sẽ gọi lát nữa bài thứ nhất đó là Vân Anh. Bạn Kim Nguyên á, là sẽ đọc cái bài đọc từ câu 21 tới câu 25, cái bài đục lỗ điện từ là nhiệm vụ của bạn, lát nữa phải trả lời cái phần đó. Và cái bài cuối cùng là cái bài nói về truyền hình thực tế, reality show, từ câu 26 cho tới câu 30. Cô sẽ giao nhiệm vụ cho bạn. Cô giao nhiệm vụ cho bạn Minh Tú, bạn Tú nữ á. Đó, những bạn nào làm rồi thì phải xem lại, rà lại đáp án cho thật là kỹ. Chưa làm thì hãy bắt đầu tập trung thời gian làm đi. 10 phút nữa cô sẽ sửa ba bài này. Thank you.
In other process đâu. Thank you.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu sửa nha các em. Thì chúng ta sẽ tập trung, mình sẽ đi vào sửa còn lại 3 bài đọc. Là nhiệm vụ của bài thứ nhất là của bạn Vân Anh. Dạ. Ừ, xong chưa nè? Dạ rồi cô. Rồi, sẵn sàng cho đáp án từng câu một. Câu số đầu tiên là câu số 3, câu số 8. Câu số 8 à. Dạ cô, là 8B. 8B, con có thể chỉ cho cô thứ bằng chứng nằm ở đâu này để cho các bạn theo dõi ha. Đúng rồi đó, 8B, chính xác. Để cái đoạn cuối cùng mà dòng đầu tiên đó cô. Rings, building ideas on a small. Rings, building ideas on a small and large scale are spreading, đúng không? Và tiếp tục người ta còn lý giải là individual, company and government. Hoặc là ngay cái đoạn thứ ba từ dưới lên nó có cái dòng, cũng nhìn lên màn hình. In other parts of the world, several large-scale projects have recently been developed. Ví dụ như thế. Vậy đó là hai cái bằng chứng để thấy rằng câu 8 là câu B. Câu 9 à? Dạ, cô là 9B. 9B.
Sao biết 9B? Tại sao lại dạ, chọn ở, cái... ở đâu? Ở cái đoạn đầu của cô. The potential application of technology to constructing green building were not recognized then. À, bằng chứng là đoạn thứ nhất. Đúng không? Con đọc lớn thử coi này, đó là câu nào? Cái câu mà in the early years, green builder were a small minority. Yes. Vậy sao con không chọn câu A? Cô thấy câu A cũng khá đúng quá chứ. Câu A nó còn thể hiện có cái dòng thứ hai luôn nè. Green builders were a small minority. Hồi đó cái những cái người mà thiết kế nhà xanh này rất là số lượng, rất là hiếm hoi. Small minority. Vậy sao không chọn câu A? Thấy câu A cũng đúng mà. Dạ. Câu A không đúng không là biết. Câu A không đúng là bởi vì câu A người ta nói là at the beginning of the 20th century. Làm sao beginning được? Người ta tính cái mốc từ những năm 70 mà 1970 mà sao beginning được, đúng không? Cho nên đáp án đúng của nó là câu B. Chính xác. Các em theo dõi trên màn hình nha để sửa đáp án. Giờ câu 9 là câu B. Câu 10. Dạ. Theo con tìm hiểu nghĩa là mùa C. Không có tìm hiểu nghĩa, tìm hiểu nghĩa đâu. Tìm hiểu nghĩa thì Google. Ý là đọc đoạn đó thấy nó hợp, không đọc đoạn đó thấy hợp lý thì con học C. Cái này đừng có tra từ điển cái từ đó là gì. Nếu mà mình tra là thôi mình tiêu luôn rồi. Nó là không còn là cái kỹ năng đoán từ trong ngữ cảnh nữa. Câu 10 đáp án đúng là câu, con chọn câu gì? Dạ câu C. Chính xác, câu C. Và muốn biết vì sao thì mình các bạn khác cũng vậy. Tụi con quét thông tin y ngay chỗ đó. Những người thợ xây họ cũng thêm cái gì đó không biết, từ này rất là lạ, vào bức tường, vào tường để cho tòa nhà nó có thể giữ ấm vào mùa đông và vẫn giữ mát vào mùa hè, thì nó chính là dạng cách nhiệt rồi. Rồi, chính xác. Câu 11. Dạ, 11D. 11 là câu D. 11, improving living condition. Con đọc lại kỹ đề cho cô. Not mentioned. Which of the following is not mentioned? Mà con thấy living condition nó có đề cập ở dòng cuối cùng đó con. Improve living and cooking condition. Con loại trừ đi là ra ngay. Vậy câu C hả cô? Chính xác. Câu C. Câu này không có hề đề cập gì trong cái phần này cả. Còn ba cái kia là có rồi. Thì mình loại trừ là câu C. 11 là câu C. 12. Dạ 12B. 12B chính xác. 13. Dạ 13C. 13C. Which of the following does the passage mainly discuss environmentally friendly approach, right? Cái nội dung chính của cái bài này, cái thông điệp chính mà tác giả muốn gửi đến chính là câu C. Câu 14. Dạ 14D. Nghĩa là gì vậy? Nó nghĩa tiếng Việt. Được giới thiệu. Được giới thiệu, được đề cập. Được giới thiệu, được đề cập. Và có ở trong này có nghĩa của nó chính xác là đang thi hành, đang thi công á. Được chưa? Đang thi công, đang thực hiện. Rồi, câu 15 là câu cuối cùng. Dạ, 15D. 15D, chính xác. Những bạn khác hãy theo dõi kỹ lên màn hình á. Hồi nãy giờ sửa có câu nào trong cái phần này mà tụi con chưa rõ, hoặc là mình có một đáp án khác không thì tụi con cứ hỏi. Từ câu 8 tới câu số 15. Bài này thì nó chỉ dài thôi chứ còn khó thì thật ra cũng không phải là khó lắm. Đó, câu 8 là câu B, câu 9 là câu B, câu 10 là câu C, 11C, 12B, 13C, 14D và câu 15 là câu D. Bạn nào còn thắc mắc nữa thì hỏi. Nếu không mình sẽ đi qua nhiệm vụ của bạn tiếp theo. Đó là bạn Bông, hãy trả lời cho cô cái phần bài đọc thứ hai. Từ câu 21. Dạ, 21D. Tuy nhiên. Exactly, however. Right. Dạ. 22. Dạ. Dạ 22A. Sao biết A? A nghĩa là gì? Alo. Cô nghe đây. 20. Dạ. 22 tại sao A vậy? Dạ. Dạ tại 22 là cái từ bát. Ủa đâu ta? Dạ cái từ bát đao tu là giống như là nó truyền đó cô. Nó truyền. Truyền lại.
thì xích xịt mới đầu là con định khoanh xích xịt full nhưng mà nó nghĩa là thành công, còn câu A thì lại là kế thừa. À đúng rồi, cái câu A đó các em lưu ý ha, bản thân của nó là nó xuất phát từ cái động từ sơ xích rồi thêm in. Nhưng mà ở đây trong cái ngữ cảnh này thì cái chữ sơ xích điên này nó được sử dụng như là một tính từ. Nó là một adjective đó và nó có nghĩa là kế tiếp, nối tiếp chứ nó không có liên quan gì tới thành công hết. À, chúng ta lưu ý sơ xích điên generation được truyền từ thế hệ này đến thế hệ kế tiếp, thế hệ sau. Cho nên câu 22 là câu A. 23. Dạ 23C. 23C. 24. Dạ 24D. 24D. Exactly. 25. Dạ 25C. 25C. Supply nghĩa là gì? Dạ cung cấp thêm cái dữ liệu. À dữ liệu thông tin và dịch vụ, đúng rồi. Câu 25 là câu C. Rồi xong. Hồi nãy cô giao cái bài thứ 3 cho ai, cô quên rồi ta? À Tú đó, Diệu Minh Tú nữ. Hello Minh Tú nữ đâu rồi? Không thấy tâm hơi vậy. Dạ. Bạn Tú có nhắn đáp án. Rồi con đọc đi, con đọc dạ. Cho phần bạn Tú đi, cô sửa luôn. Câu dạ, câu 26A. Câu 26A. Đúng. Dạ câu 27B. Fabricated ở câu 26 là nó đồng nghĩa với từ imaginary. Câu 27 là câu? Câu B. 27B. 28. Dạ. Dạ 28D. According to the basic, the program Pop's Idol is more likely to turn its participant. Cái chương trình truyền hình thực tế mà có tên là Pop Idol thì nó có lẽ biến nhiều cái người tham dự trở nên nổi tiếng hơn là cái chương trình Big Brother. Không có tác giả đây, làm sao câu hỏi bằng chứng ở đâu được đây. Nhưng mà đúng rồi, câu 28 là câu D. Dạ câu 29D. Dừng lại, con dừng lại cho cô nói câu 28. Những ai mà chưa tìm ra cái câu 28 ở đâu, tụi con nhìn lên màn hình đây này, cái bằng chứng của câu 28 này, vì sợ có một số bạn tụi con đọc từ cái chỗ này, từ cái chỗ reality show. Đó, tụi con đọc từ ngay cái chỗ này. Reality show television also had the potential to turn its participants into national celebrity. Only in Thailand and performance program such as Pop Idol. Nó nhấn mạnh ngay cái chỗ đó. Ví dụ như là cái chương trình có tên là thần tượng nhạc Pop, Pop Idol. Và sau đó nè, mặc dù though the Survivor and Big Brother also reached some degree. Also reached tức là nó cũng nổi tiếng, nó cũng biến những người tham dự thành những người nổi tiếng, nhưng mà nó không bằng cái chương trình phía trước. Cho nên cái đáp án nằm ngay chỗ đó. Thì mình sẽ chọn ngay cái đoạn này là bằng chứng của câu số 28. Rồi câu 29 bạn chọn là câu gì đây? Dạ 29D. 29 là câu D. Đúng rồi, và chúng ta để ý ha, ở đâu đó mà người ta dùng cái từ là XE claim that hoặc là XE said that, XE thought that, thì ý tác giả muốn nói là người ta nghĩ rằng, người ta cho rằng, người ta công nhận rằng, chứ tác giả không muốn đưa mình vô đó. Tác giả muốn lấy một cái ý chung chung của mọi người để tác giả bàn luận thôi. Cho nên ngay cái chỗ này là he want to distance himself from the statement. Người ta đồn, người ta nói chứ không phải là ổng, không phải là chính tác giả. Cho nên cái câu 29 là câu D. Rồi 30. Dạ 30B. 30B, từ này có nghĩa là sa thải thì không thể nào được đâu. Cái câu đó không thể nào mà mình hiểu được cái từ đó nằm ở đâu à. Chúng ta nhìn lên màn hình, cái từ demanding nó nằm ở đâu vậy? Đây, nó nằm ở trong dòng thứ hai của đoạn thứ hai. Often demanding program reducing spend in gì đó. Rồi hết cái đoạn này, không thể nào cái chương trình truyền hình mà sa thải được. Sa thải là sa thải công nhân, sa thải con người, chứ không thể nào mà sa thải cái chương trình, không thể gọi là sa thải được. Cho nên câu số 30 đáp án của nó là câu A. Câu này khá khó tại vì cái từ vựng nó mới. Đây, câu số 30 là câu A. Đi so sánh cái câu A với câu C này, hai cái từ này chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn ha. Khi chúng ta nói một cái gì đó mà nó valueless, tức là nó không có giá trị. Còn khi chúng ta muốn nói cái điều gì đó mà nó dùng cái đáp án là câu A, có nghĩa là nó
gọi là người ta ở đây người ta hiểu là làm mất đi cái uy tín, tức là trước đó nó có uy tín, nó có nổi tiếng, nhưng mà về sau nó bị một cái lý do gì đó làm cho mất phẩm chất, mất đi cái uy tín, mất đi cái tiếng tăm. Thì đáp án của câu này là câu A, và nó là từ đồng nghĩa với từ diminishing a trend. Câu 30 là câu A. Rồi xong, vậy là mình hoàn thành đề số 1 nè. Chúng ta xem lại toàn bộ thứ tự câu 1 tới câu 50, có còn ai thắc mắc hoặc là hỏi lại câu nào nữa không thì các em cứ hỏi đi. Mình thắc mắc gì thì mình giải quyết luôn trong cái phần này trước khi mình bước qua đề số 2. Kim Nguyên có in tài liệu ra học không vậy Kim Nguyên? Dạ có. Cô khuyên các bạn là phải cố gắng in tài liệu ra học nha, chứ đừng có để trên máy tính, trên điện thoại làm rất là khó. Bản thân cô cũng phải in ra để cô làm trước rồi cô sửa, tụi con không thể nào mà nhìn trên màn hình được. Cho nên là những bạn nào mà hôm nay mà chưa có in tài liệu về, làm ơn in lại hết cho cô từ đề 1 với đề 6. Mình in ra rồi mình làm trực tiếp trên giấy nó sẽ rất là dễ. Bây giờ tụi con qua cái đề số 2 luôn. Cô sẽ giảng giải những cái câu lẽ trong cái đề số 2 toàn bộ này. Cô sẽ show đáp án và cô giảng giải cụ thể luôn cho tụi con nắm luôn, cho nó tiết kiệm thời gian. Sau đó cô cũng dừng lại và cô phân nhiệm vụ cho những một số bạn để lo nhiệm vụ ba cái bài reading. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đề số 2 câu số 1. Câu số 1, cái đề nó beef contain vitamin generally fish contain almost the same. Có nghĩa là người ta muốn đề cập hai thứ này chứa lượng vitamin giống nhau. Cho nên đáp án câu này sẽ là câu A. Câu số 1 sẽ là câu A. Và ở trong câu số 1 chúng ta để ý người ta sử dụng cái từ in general, có nghĩa là nói chung. Và phía sau người ta vẫn sử dụng so sánh bằng là as, similar as. Nên câu số 1 là câu A. Câu số 2. The man was shot in the bank robbery. The doctor are operating on him. Câu này đáp án sẽ là sử dụng mệnh đề quan hệ. Những bác sĩ đang phẫu thuật cho người đàn ông mà bị bắn trong vụ cướp nhà bân. Vậy thì đáp án câu này sẽ là câu B. Rồi, tụi con xuống câu số 10. Cô mời bạn Gia An đâu rồi? Cho cô đáp án câu 10 và câu 11. Gia An. Dạ câu 10. Câu B. Câu 10 B. Con chọn 10 gì con nói lớn đi nè. 10B hay 10D? Rồi mất tín hiệu không nghe gì hết rồi. Chúng ta nhìn lên màn hình đây. Câu này là một câu khá là khó ha. Cô không biết là Giang mà. Câu B là shut at hả con? 10B thôi. 10B. 10B là shut at đúng không? Là đáp án này đúng không? Shut at. 10B thôi. D hả? Rồi bây giờ nhìn lên màn hình để coi thứ 10 gì nè. More research is needed. Nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa. 10B, cần. B là câu này đúng không? Shut at đúng không?
không thể nào là 10B. Vì chúng ta biết rằng đi sau cái chữ set at, chúng ta sử dụng danh từ. Ví dụ như là set at nó giống như for example thôi tụi con. Set at thì câu B, nhưng mà câu B đâu có sai đâu. Câu B không có gì sai cả. À, Thủy Hoàng thử trả lời câu 10 thứ 10 gì đây con? Dạ con chọn câu C con. Câu này khá khó. Shortness. Shortness cũng không có sai đâu con. Shortness of breath có nghĩa là thở dốc, có hiện tượng thở dốc. Đau đớn, lo âu và thở dốc. Shortness là cũng một từ chứ không phải là chỉ có shortness không, mà không có shortness ha. Shortness là bình thường. Shortness of breath là thở dốc. Nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa cần được tìm ra. Find out là tìm ra. Chữ if này chúng ta đừng nghĩ rằng nó là mệnh đề điều kiện, không phải. Tìm ra thử xem. Cái chữ if này có thể thay thế bằng chữ whether, là liệu, thử xem. Việc châm cứu có giúp làm giảm những cái gì đó, side effect, những cái gọi là tác dụng phụ, ví dụ như là đau đớn, lo âu hoặc là thở dốc. Thì tại sao là cái việc châm cứu mà được giúp em? Việc châm cứu nó phải giúp những cái việc này chứ sao là nó được giúp được. Cho nên câu này không thể nào là câu D được, phải không? Không thể nào chọn IH được, thì chúng ta phải đổi lại đó là nó nhảy đi đâu rồi. Câu số 10 là câu D và chúng ta sửa lại là can help. Tức là thử xem liệu việc châm cứu có thể giúp giảm bớt những cái triệu chứng kia hay không, chứ không phải là được giúp đỡ. Chúng ta sửa lại câu số 10 cho cô là can help. Rồi Thủy Hoàng tiếp câu 11, 12 luôn đi con. Dạ 11B. À 11B, tụi con sửa lại cái chỗ gạch chân cho con nha. Gạch chân là mình bỏ cái chữ S đi, không có gạch chữ S đâu, gạch nổi cái chữ provide thôi, còn S quê S kệ nó. Và đáp án là câu B, chúng ta phải sửa lại là providing. Tại vì đằng trước nó có chữ đó là promoting. Promoting economic growth, region peace as well as providing. Phải dùng động từ, verb in để đó, cho nó ngang bằng với chữ promoting ở phía trước. 12. À, 12A cô ơi. Ôi sao biết A hay vậy? Tại sao A? Dạ, như là compliment, không có thêm S. Đâu, chuẩn. Không phải, phải E chuyển thành compliment. Compliment là sao? Chữ Y á cô. Chữ Y chỗ nào? Ngay chỗ chữ L. Chỗ này đúng không? Dạ, đúng rồi con. À, đó, cái chỗ này, cái đây là người ta thử mình về cái kỹ năng dùng chính tả nha các em. Và ở trong tiếng Anh nó có cái thành ngữ đó là khen ai đó. Thì chúng ta để ý người ta dùng cái động từ pay này giống như trả tiền nè. Các em tự ghi nè, pay someone, là someone là chữ H nè. Pay someone a compliment. À, nhớ là chỗ này là chữ Y. Đó. Pay someone a compliment. Còn nếu mình số nhiều thì mình dùng là any compliment số nhiều bình thường, chứ không có chuyện là compliment ở đây có nghĩa là bổ ngữ, nó là nói về ngữ pháp rồi, không thể nào. Rồi, cho nên câu 12 đáp án sẽ là câu A. Rồi, tiếp tục. 10 bạn Tâm trả lời cho cô câu 13, 14. Dạ cô, 13B. 13B, bây giờ mình cùng nhìn lên màn hình và mình xem thử phải 13B không à. Người ta tin rằng, câu này một câu khá là quen thuộc. They believe that burning fossil fuel is the main cause of evolution. Người ta tin rằng đốt nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính dẫn tới ô nhiễm môi trường. Và bạn đã nói như sau: việc đốt nhiên liệu hóa thạch được tin là bắt nguồn từ ô nhiễm môi trường nha. Result from, bắt nguồn từ. Còn bao giờ là result in thì mới là dẫn đến. Cho nên vô tình làm cho cái chiều của cái nghĩa nó ngược lại, đúng không? Cho nên không thể nào. Câu B sai. Con suy nghĩ tiếp rồi trả lời luôn để cho các bạn học hỏi luôn nè. Câu A. Câu A thử nha. If you believe that, ổn rồi đó. Người ta tin rằng ô nhiễm không khí is mainly to blame for,
immensely to blame for bending for some mirror. Coi lại thấy đúng không? Là đáng nguyền rủa cho cái việc gì đó. Không đúng, câu A cũng không đúng. Dạ câu D. Rồi, loại biết ra câu D đúng không? Ừ, đáp án là câu D. Và tới câu này á, khi mà loại ABC thì nó sẽ ra câu D. À, để ý ngay cái chỗ này cho cô. Ở đây họ sử dụng cái động từ heo nè. Bình thường á, tụi con chỉ cần thấy là irresponsible for là được rồi. Irresponsible for là phải chịu trách nhiệm, là do cái gì đó, là đổ lỗi cho cái gì đó. Thì ở đây người ta sử dụng thêm một cái động từ ở dạng bị động, đó là to be held responsible for. Người ta tin rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch là phải chịu trách nhiệm. Đó, phải chịu trách nhiệm cho cái việc ô nhiễm môi trường, tức là do nó mà làm cho môi trường ô nhiễm. Cho nên là cứ khoanh vùng ngay cái chỗ là e held responsible for, đổ lỗi cho cái gì đó, phải chịu trách nhiệm về cái việc gì đó. Câu 13 là câu D nha, cái cấu trúc này nó hơi mới, chúng ta ghi chú vào. Câu 14. Dạ câu 14B. 14B. Đi nói. Admitted, dạ. Đúng rồi, câu 14 là câu B, chính xác. Rồi. Làm luôn câu 15 nữa là dừng lại con. 15. Dạ câu câu 15. 15A hả cô? Đúng rồi, A chứ còn gì nữa mà A hả cô? Used to work. Used to work là trước đây đã từng làm việc cho là một nhà báo. Vậy cái gì mà trước đây đã từng là bây giờ nghỉ rồi, cho nên người ta dùng hiện tại hoàn thành. Has stopped working. Đúng rồi, câu 15 là câu A. Mới đọc vô câu A đã thấy đúng rồi, không cần đọc những câu khác nữa. Rồi, câu 15 là câu A. Rồi, cô mời một bạn khác ha. Chúng ta cứ tiếp tục trả lời. 16, 17 và 18. Rồi, câu số 16. Are you thinking of flying business class? Đó là đây, cái này trong vé máy bay người ta gọi nó là hạng thương gia ha, business class. Thì nó trả lời là không. Đi vé thường thôi, đi vé tiết kiệm thôi, vé bình dân thôi. Và đáp án của câu 16 chính là câu C. Câu số 17. Về mặt cấu trúc thì câu này dùng câu điều kiện loại 1 là câu C. Câu số 18. Anh ta chú ý một cái mục quảng cáo xin việc, quảng cáo việc làm trong khi đang đi bộ, quá khứ tiếp diễn. Những câu này rất là dễ. Câu 19. Solar energy is not widely used. It is friendly to environment. À, năng lượng mặt trời chưa được sử dụng rộng rãi mà bên kia thì nó thân thiện với môi trường, thì rõ ràng cái vé nó sẽ ngược lại với nhau. Chúng ta dùng câu D, 19 là câu D. Câu số 20. Lưu ý cho cô động từ cảnh báo. Chúng ta biết là cảnh báo thì đi với giới từ gì? With, about, from, to. Đáp án sẽ là about. Warn somebody about something. Câu B. Câu 21. Khi đến bữa tiệc, họ rất là ngạc nhiên để nhìn thấy gì đó. Khi đến. Khi đến thì đơn giản chúng ta dùng cái phương án là câu A. Chúng ta sẽ dùng một giới từ on cộng với danh từ của động từ arrive, chính là arrival. On arrival at the party thì bằng when arriving. Đó, on arrival này nè là bằng với when arriving. Nếu mà dùng when thì dùng là arriving. Câu số 22. Đừng quên cái cụm thành ngữ là gây hại tới cái gì đó. Chúng ta phải dùng động từ đó là do harm to. Câu 23. Vào cuối một cái khóa tập huấn, chúng ta phải hiểu cái từ training course trong trường hợp này là một cái khóa tập huấn hoặc là một cái đợt tu nghiệp nào đó.
thì mỗi người tham gia phải nhận một cái chứng chỉ để chứng minh là mình đã hoàn tất cái khóa học đó, cái chương trình đó. Ở đây chúng ta phân biệt dùng câu đáp án này nó hơi bị rối ha. Bây giờ chúng ta đi từ cái câu D trước nè. Câu D, khi mình sử dụng degree thì thường thường nó là cái bằng tốt nghiệp, nó là bằng tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng gì đó, mà thông thường cái thời gian đào tạo của nó là từ 3 đến 4 năm. Đó, 3 đến 4 năm hoặc là sau 4 năm, cái khoảng thời gian dài như thế. Giống như bằng tốt nghiệp đại học, người ta tất cả ta dùng là degree. Câu C, trở ngược lại câu C, qualification là trình độ chuyên môn, nói chung chung à. Vậy câu này không thể chọn được rồi. Câu B, certificate là một cái chứng chỉ, cái chứng chỉ để công nhận mình hoàn thành một cái khóa học nào đó ở dạng là ngắn hạn, nó có thể ví dụ như là mấy tháng thôi. Và thường cái certificate là nó đào tạo cho mình cái mà gọi là cái kỹ năng chuyên biệt về một cái ngành nghề nào đó. Nó gọi là particular skill for a job. Còn cái từ diploma là chương trình đào tạo khoảng từ 1 đến 2 năm. Thì ở trong cái câu này, nếu chúng ta cứ ở đâu đó mà gặp cái từ training course, nó có nghĩa là một cái khóa học chuyên tu, đó là chuyên sâu về cái ngành nghề mình học, hoặc là một cái đợt tập huấn nào đó, thì đừng quên đáp án của nó sẽ là certificate of completion. Completion là hoàn tất. Nên câu 23 là câu B. Và trong lúc trước mình còn học là cái chữ certificate này nó sẽ đi với những cái từ ví dụ như là giấy khai sinh thì người ta gọi là birth certificate, hoặc là giấy chứng tử là death certificate. Chúng ta để ý như thế. Rồi, câu số 24. Chúng ta nhìn câu 24 thì màn hình nó có chữ high levels of population. Vậy thì với cái từ high level, chúng ta không thể nào chọn câu A là chuyên sâu được. Chúng ta không thể nào chọn câu B là dư thừa được. Không có. Và đáp án của nó chính là vượt mức. Excessively. Câu 24 là câu C. Câu 25. Cả lớp các em sửa lại giùm cô cái đề câu số 25 ha. Chúng ta đổi cái đáp án C này lại đi bằng một cái chữ khác đi. Đó là chữ câu C. Chúng ta bỏ đi câu C và chúng ta thay nó bằng chữ cơ hội đó. Cơ hội mà câu B là opportunity. Thì chúng ta còn một cái đáp án nữa, đó là từ chance. Từ chance là cơ hội. Thì ở đây á, chúng ta có cái thành ngữ nè. Các em gạch chân cái thành ngữ cho cô nè. Đó là chữ leave something to, sorry, leave nothing to chance. Leave nothing to chance. Thì cái thành ngữ này nó có nghĩa là lường trước những rủi ro, tức là không để cái điều gì sai sót cả. Event organizers plan everything carefully so as to leave nothing to chance. Lường trước những rủi ro có thể xảy ra. Cho nên câu 25 là câu C. Đừng có nhầm lẫn và chọn chữ mistake nha. Và chúng ta lưu ý trong câu này, câu B với câu C, hai từ này đều có nghĩa là cơ hội cả. Nhưng khi đi với thành ngữ leave nothing to thì chúng ta chỉ có câu C mà không có câu B. Rồi, câu 26. Người phụ nữ như thế nào khi cảnh sát báo rằng con trai của bà ta đã mất? Kim Nguyên thử trả lời câu 26 với người phụ nữ sao đây? Dạ. Câu 26 là câu gì? Dạ, câu 26 là câu D. Break into hả? Break into là đột nhập đó con. Người phụ nữ đột nhập hả? Dạ. Người phụ nữ đột nhập khi cảnh sát báo con ta mất hả? Dạ không coi. Không. Dạ 26 là câu C. Câu 26 là câu C. Cái từ breakdown mà... này lưu ý, nếu là máy móc, ví dụ như cái xe hơi nó hư chẳng hạn, tức là the car breakdown, the car broke down. Đối với máy móc là hư hỏng, đối với xe cộ là hư hỏng. Còn khi chủ ngữ là nói về con người thì có nghĩa rất là phổ biến, đó là start to cry, bật khóc. Được chưa? The woman break broke down. Tụi con ghi cái nghĩa câu C vào, bật khóc. Có khi nó nghĩa là suy sụp á, nhưng mà đây chính xác cái nghĩa của nó là người phụ nữ bật khóc khi cảnh sát báo rằng con mình đã mất. Rồi, câu 27 còn nhớ không? Trả lời luôn Thử Nguyên, câu 27 gì vậy? Dạ từ coi câu B, cô là nghĩa là gì vậy cô? Là... Không có nghĩa gì hết trơn, không có bro away gì hết. Không có nghĩa. Cả bro in cũng không có dùng được cái gì hết á. Chỉ bro into, break into có nghĩa là đột nhập thôi. Dạ.
Câu 27 hãy tìm cho cô thử câu nào có nghĩa là mặc dù. Dạ. Dạ câu 27 là câu B. À câu 27 là câu B. Cái này chính là đảo ngữ của cái mệnh đề although. Intelligent as the boy were, thì mọi người hãy ghi chú vào nó bằng với although the boys were intelligent. Nhớ ha, chúng ta sử dụng là tính từ cộng as cộng chủ ngữ cộng động từ to be. Nên câu 27 là câu B. Rồi, tiếp tục nha. Câu số 28. Dạ, câu 28A. Chính xác, câu 28 là câu A. Kích cỡ, màu sắc và mục đích. Kích cỡ là từ small, màu sắc là đỏ. Và mục đích đó là từ sleepy. Túi ngủ là túi dùng để ngủ, chỉ mục đích. Chúng ta nhớ coi lại cái quy luật các tính từ đi với nhau như thế nào nha. Nguồn gốc rồi cái màu sắc kích cỡ qua đó, cái vị trí nó đứng như thế nào, chúng ta phải xem lại cái phần đó. Câu số 29 có phải là câu A không nè? Mình thấy đằng sau nó có 80% là biết trước nó phải dùng chữ là chiếm tỷ lệ rồi đó. Account for. Rồi, trả lời nốt câu 30 nữa rồi dừng lại nè Nguyên nè. Dạ câu 30B. À 30B, chính xác. Ở đây người ta nhấn mạnh cái việc này xảy ra trước, đã chiến thắng rồi cho nên ông ta về hưu, ông ta nghỉ, không tham gia nữa. Having won. Rồi. Chúng ta sẽ đi xuống những câu sau đây. Đó là câu số 36. À, mọi người hãy bắt đầu làm những câu lẻ lẻ này trước ha. Câu 36. Liberty, final, reliable, revival. Cho nên câu 36 là câu A. Những câu dễ cô sửa nhanh luôn. 37. Influenced, introduced, developed. Câu A, câu C và câu D giống nhau. Nhưng mà câu B chúng ta đọc là raised, âm đ ở cuối. Cho nên đáp án sẽ là câu B. Câu số 38. Câu số 38. You ready leaving? The ball is only starting. But it's very late. So, và đáp án câu này sẽ là câu gì đây? Goodbye for now. Câu số 39. Why don't we go to a baseball game? À, mình gợi ý, mình rủ, mình đề nghị cái nhóm tụi mình là đi chơi môn bóng chày. Thì cái người kia sẽ nói sao? No, I don't, vô lý. No, thank, đâu có mời đâu mà no, no, thank. It's good to play baseball là càng vô lý nữa. Cho nên đáp án câu 39 sẽ là câu A. Tôi thích đi tới phòng triển lãm nghệ thuật hơn. Rồi, tụi con kéo xuống những câu cuối cùng. Đó là câu số 45. Bộ tộc da đỏ hả? Cái từ lạ lạ đi màn hình nè. Aboriginal people, bộ tộc da đỏ của người Úc á, thổ dân Úc, thổ dân da đỏ. Là những chuyên gia, là người rất là giỏi, expert at survival, rất là giỏi sinh tồn. Chúng ta biết rồi, bộ tộc da đỏ rất là giỏi sinh tồn trong môi trường mà cái nguồn tài nguyên nó như thế nào. Không phải là tài nguyên thiên nhiên đâu. Không phải tài nguyên dồi dào mà nói người ta giỏi sinh tồn là chuyện bình thường. Cho nên phải là nguồn tài nguyên rất là giới hạn, rất là hạn hẹp, limited. Rồi. Câu số 46. Với cái cụm từ take the initiative, và chúng ta biết trong bài 14 chúng ta học initiative có nghĩa là first, là bắt đầu á, là sự khởi đầu, sự bắt đầu cho cái gì đó. Cho nên câu này đôi khi để muốn sai khiến ai làm cái gì, bạn phải raise the first idea. Raise the first idea. Cho nên câu số 46 là câu D. Câu số 47. Đây là những từ trái nghĩa ha. Chúng ta học luôn cái thành ngữ câu 47. Didn't bat an eyelid. Eyelid là cái mí mắt của mình á. Bat là chớp ha. Anh ta không chớp mắt khi anh ta nhận ra mình đã thi rớt. Nếu mà mình dịch theo nghĩa đen như vậy á, ở đây không phải là không, ở đây người ta dùng cái từ không chớp mắt có nghĩa là không có một cái biểu cảm gì trên cái khuôn mặt, rất là bình thường ha,
rất là bình thường. Nghe mình thi rớt mà cái biểu cảm với khuôn mặt rất là bình thường, tức là mình không có ngạc nhiên gì cả. Cho nên từ trái nghĩa nó lại là show surprise. Câu số 48. Most universities have a trained counselor. Counselor là những cái chuyên gia cố vấn, những người chuyên cố vấn tư vấn. Who can reassure and control students who have academic or personal problems? Là những người mà có thể an ủi, có thể động viên. À, mình đoán như vậy thôi chứ không biết, cái từ này rất là lạ. Vì trong trường hợp này phía sau cái cuối câu các em thấy người ta dùng cái từ là personal problem, academic or personal problem, mà cái từ này lại là counselor, là ban cố vấn, là những chuyên gia chẳng hạn, thì cái từ này có nghĩa là an ủi. Thì trái nghĩa với nó sẽ là từ discourage, làm nản chí. Câu 49, open, answer, paper. Và câu C, cartoon, nhấn âm số 2. Câu số 50. Câu B là sự thịnh vượng ha. Từ này mình đọc nè, prosperity. Prosperity, như vậy nó nhấn âm số 2. Certificate, nhấn âm 2. Development, nhấn âm 2. Và đáp án của nó sẽ là câu A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, cô sẽ chờ các em khoảng 10 đến 15 phút thôi. Chúng ta cố gắng hoàn tất cái bài đọc đi. Cô sẽ gọi ngẫu nhiên một số bạn thôi, chứ bây giờ cô không có chỉ nữa mà cô gọi ngẫu nhiên. Các em phải có nhiệm vụ trả lời, mà trả lời đến khi nào đúng thì cô mới thôi thôi. Lớp mình có bạn Mẫn đúng không? Bạn Mẫn có đang học đó không? Bạn Mẫn có tham gia không? Lên tiếng giùm cô này, cô sẽ giao nhiệm vụ. À Mẫn, con sẽ làm cho cô. Nhiệm vụ của con là lát nữa con sẽ trả lời bài đọc thứ nhất nha. Đó là từ câu số 3 tới câu số gì đó. Câu 3 cho tới câu số 9. Đó chưa? Bạn Mẫn, đó là nhiệm vụ của bạn Mẫn. Dạ rồi. Rồi, con làm chưa? Dạ con làm hồi nãy rồi. À làm nãy phải không? À coi lại cho kỹ đi. Rồi vậy để cô nhớ tên mà cô gọi tiếp một bạn nữa. Người thứ hai. Rồi bạn Huyền, bạn Như Huyền. Như Huyền có mặt không? Có học không? À, im lặng tức là không có rồi đó. Absent rồi đúng không? Cô ơi, bạn Như, bạn Huyền có học rồi cô. À, bạn Huyền có học phải con. Vậy bạn Huyền nhớ trả lời cho cô bài số 2 ha. Lát nữa mà không có mic thì con chuyển cái bạn Huyền có nhiệm vụ chuyển đáp án cho bạn Bông đọc cho cô. Rồi, người số 3 đó là bạn Khoa. Khoa Nam á, sẽ là người lo cái bài đọc cuối cùng. Rồi đúng 10 phút nữa cô sẽ quay lại và chúng ta sửa ba bài đọc đó. Thank you.
Thank you.
Nguyễn Đăng Khoa đã nhắn tin qua đây đúng không con? 40A, 41A đây phải không? 42B, 43D, 44, Dương Thu Huyền, 31C. C, 32D, 33C, 34B, 35C. Rồi bây giờ các em sẽ bắt đầu, chúng ta tập trung bắt đầu sửa cái bài đọc thứ nhất nha, đó là từ câu số 3. Rồi, nhiệm vụ của bạn Mạnh, cô đã nhìn thấy đáp án của bạn Huyền với lại bạn Khoa ở hai bài rồi, hai bài sau rồi, còn bây giờ bài đầu tiên này cô mời bạn Mẫn hãy cho biết đáp án của phần này và lớp tập trung mình sửa luôn nha. Rồi, hello Mẫn, sửa bài đi, câu 3. Dạ, câu 3A. Câu 3 Câu 3A. Ủa, con lộn 3D cô. À, câu 3 là câu D. Ở đâu mà ra câu D vậy? Dạ, ngay cái đoạn đầu tiên, cái dòng thứ 3 với dòng thứ 4. Đúng rồi, đoạn đầu tiên. Đoạn đầu tiên này, the first paragraph đây, dòng thứ 3 và dòng thứ 4. Có những con số đó cho mình chọn ha, 155, mà xuống dưới đó nó là hơn 30 lần. Đó, thì mình chia ra thì đáp án sẽ là câu D. Rồi, câu 3, câu 4. Dạ, câu 4D. Câu 4D, chữ X đó chính là public transportation. Câu số 5. Dạ, câu 5D. Làm sao biết câu 5D? Tara Gresko launched a campaign to encourage people to use public transportation. Ở đâu vậy, bằng chứng ở đâu, chỉ cho lớp xem nè. Dạ, tại ba câu còn lại đúng nên là câu đó sao? À, thường thường những cái câu mà lớp lưu ý là những cái câu mà not true á, thì mình cứ đi đọc, mình đi loại trừ những cái câu mà mình đọc quen thuộc trong bài, mình thấy nó đúng thì mình sẽ loại trừ nó ra. Và rõ ràng câu A, câu B, câu C, câu nào cũng có trong nội dung bài đọc hết. Và chúng ta loại ra câu D sẽ là câu đúng, câu số 5 sẽ là câu D. Rồi, câu số 6. Dạ, câu 6 nè. Which of the following is mentioned as a benefit for a public transportation rider? À, chỉ cho cô bằng chứng thử, ở đâu mà biết là cái người tài xế đó có thể biết cái cách cư xử ở những nơi công cộng và hợp tác với những người khác? Ở đâu vậy? Đoạn nào? Dạ, đoạn cuối cùng.
đoạn cuối cùng. Đọc lên nghe. Cái câu to use public transport is to know how to cooperate with other people. À, chính, đúng rồi, chính xác. Như vậy đoạn cuối cùng. Và lớp để ý cho cô là cái dòng thứ tư từ cuối bài đi lên. Cái câu trong giống hoặc kép đó. Đó. Cho nên là đáp án câu này sẽ là câu D. Câu số 6 là câu D. Tiếp câu số 7. Dạ, câu số 7 là câu B. Car driver. Which of the following is not mentioned? Is not mentioned in the passage. As the one that benefit from the public transportation. Cái nào, yếu tố nào trong những trong bốn cái yếu tố này không được đề cập, chúng ta lưu ý nha, not mentioned. Trong bài này là một cái mà nó hưởng lợi từ giao thông công cộng. Hưởng lợi. Giờ chữ con chọn phương án B đúng không? Là vì con loại trừ A với C với D là có đúng không? Vậy con chỉ coi xem thử là câu C đó. Cái chỗ nào trong bài nó là thành phố hưởng lợi? Thành phố hưởng lợi từ giao thông công cộng. Con chỉ xem trong bài cái dòng nào, đoạn nào mà nó là thành phố có. Dạ, cái đoạn cuối, cái câu, cái dòng thứ hai từ dưới đến lên. Dòng thứ hai từ dưới đến lên đoạn cuối. It can help lead to cleaner city. It may also lead to healthier or more cooperative world. Right. Như vậy là mọi người phải chắc chắn là những cái này có đề cập nè, môi trường. Giảm chất thải là có lợi cho môi trường. Thành phố có đề cập. Bus driver. Vậy con chỉ bằng chứng thử là tài xế xe buýt thì hưởng lợi cái gì? Dạ là cái câu kiểu như One Tokyo Transfanger to Fresco. Là lời bán hồi nãy đúng không? Là chính là cái bằng chứng hồi nãy. Cho nên chúng ta loại trừ hết. Và cuối cùng không có nói tới tài xế xe hơi. Câu 7 là câu B. Chính xác. Câu 8. Dạ, câu 8D. Câu 8 là câu D. Fewer people using private transportation mean less fuel use, hence cleaner environment. Cái từ hence ở trong câu số đâu rồi? Cái câu số 8. Đây, cái từ hence ở trong câu số 8 chúng ta lưu ý ha, cái từ này nó có nghĩa là vì thế cho nên hả? Và đằng sau nó chúng ta sử dụng một cái cụm danh từ thôi. Ở đây mình cũng để ý trong đề thi thì mình hay gặp những cái từ này nè. Trong khi học thì ít thấy lắm. Chữ hand thì nó sẽ bằng với that is the reason for. Đó là lý do vì sao dẫn tới môi trường sạch. Thì rõ ràng câu này là đáp án đúng. Chính xác câu 8 là câu D. Rồi câu tiếp. Vậy câu cuối cùng là câu gì? Theo em thì đâu là cái best title of the bassist? Dạ B. Câu B, we all benefit. Right. Rồi, chúng ta hoàn tất câu số 9. Rồi, thank you. Cô đã nhìn thấy đáp án của hai bạn kia gửi lên trên nhóm rồi, thì cô sẽ dò ha, cô sẽ đọc lại và mọi người cùng check thử đúng không nha. Đáp án của bạn Huyền như sau, đó là từ câu 31, chúng ta theo dõi đi màn hình đây. Bạn chọn câu 31 là câu C, chính xác. Và chúng ta nhớ là densely populated ha, đó là dân số dày đặc á. Những cái vùng, region là cái vùng, những vùng có dân số dày đặc. Đây ta sử dụng tính từ là populated và đằng trước nó có trạng từ là densely. Cho nên câu C. Câu số 2. Ở đây câu số 2 thì chúng ta thấy là câu 32 á, và người ta sử dụng đằng sau số 32 các em có chữ varied problem. Và chữ problem thì chúng ta sẽ dùng cái động từ đúng của nó là từ pose. Chữ pose mà ở trong chụp hình á, mình pose cái dáng mình ra thì người ta nói là tạo dáng, mình pho ra. Còn ở đây là nó đưa ra những cái vấn đề, nó dẫn đến những cái vấn đề, nó khiến nảy sinh những cái vấn đề, chúng ta dùng động từ là pose. Còn bạn nào muốn chọn câu C á, thì bạn phải chọn little nha. Còn hai cái từ này thì không có liên quan gì về nghĩa hết. Câu số 33, bạn Huyền chọn câu C, đó là chữ lack. Lack of là thiếu hụt, đúng. Rồi câu tiếp theo thì bạn chọn đó là câu survival. Survival đây, câu B. Ở đây mình phải sử dụng danh từ survival. Và câu cuối cùng bạn dùng giới từ đó là giới từ for, đó là câu C. Chữ seek nó có hai cách sử dụng. Một là không dùng cái gì cả, seek something. Và cách sử dụng thứ hai đó là seek for something. Thì trong trường hợp này chúng ta chọn đáp án đúng đó là câu C.
Rồi chúng ta sửa vào cẩn thận đi. Câu 35 là câu C. Còn đáp án của bạn Khoa hồi nãy cô nhìn thì cô thấy bạn chọn câu 40. À, câu 40 đây. Cô sẽ gọi một bạn, cô đã nhìn thấy đáp án bạn Khoa là ổn rồi đó, nhưng mà cô muốn hỏi lại thử bạn bạn Trúc Nghi đâu rồi. Rồi. Dạ. Trúc Nghi hãy trả lời lại cho cô những câu từ 41 tới 4 cho đến cuối cùng và chỉ bằng chứng cô xem thử là ở đâu vậy. Câu 40. What is unimation? Câu 40. Dạ. 40A. 40 là câu A, đúng, nhưng mà ở đâu có bằng chứng, hãy đọc lại cái bài đọc và chỉ cho lớp xem. Dạ, đoạn thứ nhất dòng thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unimation là cái gì? A manufacturing company. Và đó chính là producer. Chính xác. Rồi, 40A. 41. Dạ, 41D. 41D. Cái ông có tên là Caro gì, Carbet gì đây. He made robot in, để kill a person. Really? Ông ta làm robot để giết một người hả? Giết người hả? Đâu em? Dạ câu A. Sao mới à, tôi biết em là em chắc là em nhìn cái chỗ này đúng không? Em nhìn dòng thứ hai đúng không? Dạ, em nhìn dòng thứ hai em có hiểu cái câu này gì không? Quick he calls a robot and quick end up killing. End up là cuối cùng. Ends up killing its owner. Cho nên em đã suy ra là nó là giết người hả? Ghê quá vậy. Câu 41 là câu A, đó là dòng thứ nhất của đoạn 1 luôn đó. Đúng không? Dòng thứ nhất. The robot first appear by cracks gì đó, nguyên cái dòng thứ nhất này nè. Nên câu 41 là câu A chứ sao chọn câu D. Rồi tiếp đi, 42. Dạ 42A. 42A. Cô chỉ một lần nữa, câu này tụi con phải dùng phép loại trừ. Which of the following not mentioned. Vậy con phải tìm 3 cái có đề cập thì con sẽ loại ra cái không có đề cập. Cô sẽ hỏi bạn tiếp theo, hồi nãy là Tú Nghi đúng không? Hay là Trúc Nghi quên rồi, bạn đang trả lời là gì Nghi? Dạ Trúc Nghi. Trúc Nghi, vậy bây giờ Tú Nghi trả lời cho cô câu 42 đi. Dạ 42B. Vậy ba cái yếu tố kia con tìm ở đâu vậy? Câu A, câu C và câu D con tìm chỗ nào? Dạ cái đoạn cuối dòng số 5. 1 2, 3, 4, 5, rồi. Có distracted nè. Có đúng không? Có gì nữa đọc tiếp. Đoạn cuối mà chỗ nào con phải đọc lớn, dòng nào con phải đọc lớn lên. Tụi con có thấy âm thanh nó bị nhiễu không vậy? Ở bên đó nghe rõ không tụi con? Dạ. Tại hai bạn ngồi kế nhau á cô nên nó. Ủa sao có vụ hai bạn ngồi... à hiểu rồi. Quên. Ông bạn trả lời bằng mấy con đi cô. Ờ à, thì trả lời mấy nào cũng được mà cái chỉ bằng chứng đúng là được rồi. Dạ dòng thứ 5. Đoạn cuối. Đây. And seeing Robert were tireless and never got hungry, sleepy or distracted, they were useful for tasks that would be tiring and boring for human. Phải không? Như vậy là cái not distracted là có này. Can do the job. Bây giờ em chỉ qua câu C là nó có thể làm những công việc mà có liên quan với cái sức nóng rất là cao, cái chịu nhiệt, nó chịu nhiệt rất là cao. Chỗ nào là chịu nhiệt đâu? Dạ. Yeah. Involve high heat, đúng rồi. Rồi, they don't need food cũng đúng luôn đúng không? Cho nên câu 42 chắc chắn phải là câu B. Là chúng ta phải tìm ra cái lý do nằm ở đâu. Tiếp câu 43 đi. Dạ, 43D. 43D, bạn Khoa cũng chọn là câu D. Và bằng chứng các bạn thấy nó nằm ở dòng thứ 2 của đoạn 2. Những ai chưa tìm ra thì xem lại kỹ ha. Dòng thứ 2 của đoạn 2. Đó chính là bằng chứng của câu 43. Câu cuối cùng. Dạ. Câu A. Câu A. Làm sao mà biết là vào những năm 1920? Dạ có mấy con người.
Tại sao em lại lựa cái câu dễ nhất mà em lụi em trả lời vô lý hả? Cái câu là câu dễ nhất trong bài mà lại đi lụi hả? Cái từ robot nó xuất hiện vào năm nào? Em nhìn dòng thứ nhất thử coi. 1924. Thì đó là những năm 1920 chứ còn gì nữa. Dòng thứ nhất của đoạn 1, cái câu dễ như thế này bảo đi lụi, lụi để câu khó lụi với câu dễ sao lụi. Câu 44 là câu A. Rồi, hoàn thành đề số 2. Bây giờ chúng ta sẽ... Rồi, cái đề số 2 các bạn coi lại thử còn có gì thắc mắc không? Có còn câu nào mà mình có đáp án khác mà mình cũng nghĩ là đúng không? Còn nãy bạn Huyền với bạn Khoa sơ đáp án lên là đúng hết rồi đó. Ai dạ, cô ơi, cho con hỏi câu 40. Ừ, câu 40 phải không? Nè, em thấy câu D nó cũng... Câu D đây phải không? It's a robot dạ. Making program đúng không? Dạ. Để coi đi. Cái... Mà cái chỗ đó là bằng chứng nằm ở đâu ạ? À? Dạ, cái... Để em xíu. Dòng thứ... Cái câu đó dòng là... Thứ 5 đoạn 1. Dòng thứ 5 đoạn 1 đó cô. 1. Chỗ mà together they started. Rồi để em cô đọc lại coi nè. Cái câu A thì chắc chắn là đúng thôi, bởi vì cái đó là cũng là một cái tên của một cái hãng sản xuất, thế nên là the producer of photo thì đúng rồi, nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5 together cùng với việc đó they started Unimation, a manufacturing company that produced the first real robot. Cô đọc lên trên một xíu không? Một đọc nửa trên một hai dòng không? Ghi chỗ mà the first robot were developed by an engineer cô. Đây. Meanwhile, in the real world, the first robots were developed by an engineer. Mà cái ông kỹ sư này ông có tên là Chuck Leff. Altebauer, an inventor, Jacques Rivero, together they started. Ủa thì sao? Cái bằng chứng con đưa ra thì làm sao để cô biết được rằng cái Unimation là một cái con robot mà nó lập trình? Ở đâu vậy? Ủa? Cái con tưởng nó là cái câu D nó nghĩa là một cái chương trình để tạo ra robot đó cô. Is he a robot making program? Chính như là một cái... Rồi, cô hiểu rồi. It is a robot making program. Robot making program. Nghĩa là em nghĩ đó là một cái hai cái ông này ông cùng làm một cái project về làm ra robot đó cô, về tạo ra robot đó cô. Thì cái project đó tên là Unimation đó cô. Rồi để cô xem lại, Câu này tự vì người ta hợp tác với nhau để tạo thành cái này. Cô, tại con thấy cái đấy là giống như là công ty sản xuất ra. Nhưng mà bây giờ Thủy Hoàng nhìn cái dòng này cho cô này. Cái dòng cô đang chỉ đến màn hình đó nè. Bây giờ cô không cần biết là cái gì hết á. Cô không biết là cái đó là cái chương trình hay là cái công ty, không biết. Nhưng cô thấy đằng sau dấu phải Unimation phải một cái a manufacturing company. Vậy chắc chắn cái Unimation này chính là một cái company rồi. Cái tên của một cái company. Rồi tiếp tục nè. That produce. Một cái công ty mà nó sản xuất thì mình sẵn sàng gọi nó là producer thôi. Không có gì hết. Đúng rồi, câu này là câu A chứ không thể nào là câu D được. Sau đó nó phải, nó kêu là con the Unimate nữa cô. Nghĩa là cái company đó tên là Unimate chứ cô. Ngay chỗ chữ phải. Rồi, cô thấy rồi. Yeah. Manufacturing that produced the first robot called Unimate. Ủa thì bây giờ nếu mà call the Unimate thì cái Unimate thì nó cũng chỉ là company thôi. Và company mà nó sản xuất ra cái gì đó thì nó cũng chính là producer thôi chứ có gì đâu. Producer này có thể là người và có thể là công ty sản xuất cũng được vậy, cũng là producer vậy. Chứ nó đâu phải là một cái chương trình đâu, Unimation nó đâu phải là program con. Không thể nào. Con phải hiểu rằng cái producer đó nó có thể là the name of the person or the name of the company. Mình phải hiểu vậy đó. The name of the company producing something. Cái không thể nào nó là một cái program được rồi. Hiểu chưa? Câu 4 phải là câu A, không thể nào là câu D. Còn câu nào nữa không?
Đó, cái đề mà chúng ta chuẩn bị sửa đây, cái đề số 3 đây, cũng chính là cái đề thi tốt nghiệp chính thức năm ngoái. Và cái đề này là thi ở đợt số 2 nha các em. Cái đợt thứ nhất là các khu vực khác thi trong cả nước, còn cái đề này là dành cho những khu vực bị dịch á, giống như là thành phố Đà Nẵng hồi năm ngoái mà bị ổ dịch á, thì người ta sẽ thi đợt 2 là cái đề chính thức là đề này. À, bởi vì mình thử, nếu mà mình ở nhà mình làm rồi, mình làm xong cô sửa thử mình đúng được bao nhiêu phần trăm, được cỡ được 9 điểm không. Nó cũng nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tất cả lật đề số 3 ra chúng ta sửa luôn nha. Cô sẽ cho sửa luôn đi. Tú Nghi với Trúc Nghi làm xong đề 3 chưa vậy? Dạ chưa. Dạ chưa. Mới làm 2 đề. Mới làm có 2 đề thôi hả? Sao làm biến quá vậy? Vậy là bữa nay hai chị em con phải làm hết cái đề số 3 rồi đó. Ngỡ làm lẹ lẹ nên cô gọi sửa bây giờ. Tốt nghi hai nghi mà làm sai là bao nhiêu đổ hết cho Kim Nguyên sửa nha. Rồi bây giờ tất cả tập trung vào đề số 3, cô sẽ bắt đầu sửa và hướng dẫn giải thích những câu lẻ luôn ha. Mình đang tăng tốc nha. Câu số 1. Đây là phát âm số nhiều, phát âm S sau động từ. Câu 1 là câu A, rings. Câu 1 là câu A. Câu 2 thử đọc mà. Nike, bike, spring. À, như vậy là đụng tới câu C thấy nó khác rồi, phải chọn nó ngay, khỏi cần quan tâm câu D. Câu số 3, remember, develop, establish. Nhưng mà câu D đó là celebrate, nhấn âm 1. Câu số 4, signal, dentist, student. Nhưng mà câu D mà đọc là cartoon, nhấn âm 2. Rồi, câu số 5, assistant. Cho mình đoán từ, mà cho từ này chắc em khỏi đoán không, các em nhắm mắt cũng làm đúng đúng không, tại vì nó quá quen thuộc đúng không. Assistant, giúp đỡ, have been. Rồi, tasty, ngon. Ngon thì quen thuộc của mình đó là delicious. Rồi, câu số 7, Henry rustic in wildlife and take pleasure in watching. Pleasure thì trái nghĩa với pleasure đó là buồn, sadness. Câu số 8, à bây giờ bắt đầu đoán nè, câu này mới là câu cho các em thật sự đoán nè, chứ còn ba cái câu kia cô nghĩ là các em nhìn vô là các em thấy luôn, khỏi cần đoán gì hết. Show outstanding performance in the exam made him think he were. Cái màn trình diễn xuất sắc ở cuộc thi hả, tức là thi tốt làm cho anh ta nghĩ rằng anh ta là người. Thành ngữ nó rất là lạ, nhưng mình hiểu rằng mình đoán được trong câu này sẽ là người giỏi nhất rồi đó. Tại vì đằng trước nó có chữ outstanding mà, cho nên giỏi nhất. Thì bây giờ trái nghĩa là sẽ là người giỏi nhất. Câu B. Và đồng nghĩa của câu này chính là câu D hả? Câu D là đồng nghĩa, câu B là trái nghĩa. Rồi. Câu số 9. Đây là điểm ngữ pháp rút gọn mệnh đề quan hệ. Tại vì chúng ta nhìn lên màn hình chúng thấy chủ ngữ đâu? The bicycle số nhiều. Vị ngữ đâu? Almost expensive gì đây? Vậy vị ngữ nằm đây, vậy cái chỗ này sẽ là rút gọn mệnh đề liên hệ. Xe đạp được bán, cái mà được bán. Vậy thì chỗ này sẽ là câu C. Nó bằng với with or sold. Bỏ chữ with or đi. Câu 10, không cần suy nghĩ gì hết, cứ đánh đại câu A vô. Câu 11, đi sau sinh là mệnh đề thì quá khứ. Chúng ta thấy cái đề này, những cái câu gì mà liên quan tới ngữ pháp nó rất là dễ, rất là nhẹ nhàng thôi.
bị khó hết. Rồi câu số 12, last year works as a volunteer. Rồi biết đây là đi làm tình nguyện ha, tình nguyện viên mà đi chăm sóc người già. Rồi chăm sóc, looking after. Câu 13, we will have to work round the. Câu này đúng là thành ngữ thiệt. Chúng ta sẽ phải làm việc như thế nào đó nếu mà chúng ta muốn hoàn thành dự án theo đúng cái lịch. Thì ở đây mình sẽ có thành ngữ là làm việc hết công suất, không? Làm việc cả ngày lẫn đêm, gọi là tăng tốc á, làm hết công suất, tức là làm việc mình dịch theo cái nghĩa đen là xung quanh cái đồng hồ, và đồng hồ đeo tường nha, chứ không phải là đồng hồ đeo tay giống như câu A đâu ha. Các em ghi cái thành ngữ cho cô là work round the clock. À, cái thành ngữ của nó đây, work round the clock. Là cái gì vậy cô? Con nghe không rõ. Nghe không rõ, gạch chân cái câu số 13 cho cô. Cái thành ngữ work round the clock, câu D á, có nghĩa là làm việc hết công suất, làm việc cả ngày lẫn đêm á, work all day and night á. Rõ chưa? Dạ rồi. Rồi, nó có một thành ngữ work round the clock, câu D. Rồi, câu số 14. Chúng ta thường có cái cụm từ mà nó rất là quen thuộc, hãy nhìn các em với từ lúc nè. Chúng ta thay vì chúng ta nói look thì người ta hay dùng hay hơn một chút, đó là người ta nói là take a look. Take a look, thì chúng ta chọn câu B. Câu số 15. Trời, câu điều kiện loại 2, có gì đâu mà suy với nghĩ đúng không? 15B. Câu 16. Ngay khi bạn hoàn tất công việc thì chúng ta sẽ chơi game, tức là chúng tôi đang đợi bạn đó, as soon as. Rồi, câu số 17, mình đọc thì đọc cái gì? Với cái từ phim, chúng ta không được nói report, cũng không thể nào record, chứ không có revision, không có. Mà chúng ta sẽ có những cái từ rất là quen thuộc, đó là film reviews, là phê bình sách, là book reviews. Đó, ví dụ như thế. Cho nên câu số 17, đó là câu D. Bài comment, bài phê bình, bài bình luận. Câu 18, she was able to finish university. Mà đằng sau để là khó khăn về tài chính, thầy là biết ngay là mặc dù rồi. Câu 18 là câu C. Câu 19, đi sau động từ agree, chúng ta chọn to verb. Đây là những câu nó phải nói là nó quá dễ, nhưng mà nhiều lúc nó đơn giản quá chúng ta lại quên đó ha. Không biết là đi sau agree là dùng verb in hay verb to đó. To agree. Rồi câu số 20, chúng ta gạch chân cái chữ bond trong câu này cho cô. Ghi vô từ đồng nghĩa với nó là bằng với chữ connection, là sự kết nối á. À, thì trong bài 14 chúng ta học, khi học về cái bài ASEAN, nó có cái chữ là gây dựng mối quan hệ đó, glow bond, glow connection hoặc là glow relationship, thì chúng ta sẽ dùng cái động từ gây dựng, đó là câu C, forged. 20C. Bạn nào nghe không rõ thì lên tiếng liền nha, chứ để thiệt thòi nữa nha. Câu số 21, những người vô gia cư, đó là danh từ tập hợp, nó gồm có mạo từ giờ cộng với tính từ, cho nên chúng ta chắc chắn phải chọn câu D rồi, không chạy đâu thoát hết. Câu 22, he has a rich, tính từ, đi tìm danh từ mà chọn nhanh, câu B. Câu 23, you can cook, thì phía sau câu hỏi đuôi của nó sẽ là câu C. Rồi, hãy trả lời hai câu giao tiếp cho cô đi, cô sẽ gọi tên ngẫu nhiên ngay bây giờ đó.
Rồi trả lời cho cô cây ha, 24 và 25. Thanh tâm đổ, đổ thanh tâm gì đó, trả lời đi. Dạ cô, câu 24B. 24B. Chính xác. You're right. Dạ, dạ 25B ạ. 25B, I'm glad you like it. Rồi, quá đúng. Rồi bây giờ mình kéo xuống mình làm những câu lẻ ha, cố gắng giải quyết những câu lẻ trước luôn nè. Câu số tiếp theo chúng ta phải làm đó là câu số 43. Đây, chúng ta cùng nhìn lại màn hình đây và mình sửa luôn câu 43. Thủy Hoàng, 43 nào đây? D hả cô? Cô đâu biết đâu. À, chúng ta biết là động từ implementic ha, động từ implement có nghĩa là thực thi, thực hiện. Cái gì đó mà nó sẽ tăng lên với ở cái nguy cơ rất là cao nếu như những cái việc ngăn chặn, những cái giải pháp ngăn chặn cần thiết không được thực hiện. Ủa, câu này, câu D không thể nào được, câu D là nó quá chính xác rồi. À, bây giờ chúng ta hãy nhìn lên cái câu A này đây, nhìn lên này. Chúng ta biết là cái chữ communicate cái nghĩa của nó là giao tiếp, dễ giao tiếp hay là cởi mở. Nó có thể dùng cho cái tính cách của con người thì được. Communicative person, communicative teacher, a student thì được. Chứ không ai mà một cái căn bệnh mà gọi là cởi mở, dễ giao tiếp hết. Cho nên cái chỗ này nó bị sai là sai ngay của đáp án A. Thế nhưng chúng ta cũng phải biết rằng chỗ đó phải thay thế bằng cái từ gì thì nó mới đúng. Và cái tính từ để sửa cho nó chỗ đó chính là communicative. Cái đuôi của nó là communicable nha. Chúng ta sửa lại cái từ đó cho cô, tức là dễ lây lan á. Nha, nhìn chữ nó hơi khó một chút xíu ha, tức là chỗ này chúng ta sửa cái đuôi t, đuôi tiếp lại thành cái đuôi bộ, communicable, là một căn bệnh lây lan rất nhanh. Còn cái bệnh mà người ta dùng cái từ infectious á thì nó có nghĩa là truyền nhiễm. Ở đây đáp án của đúng là câu A, sửa lại communicable. Câu số 44. Like my grandpa father, my dad enjoy reading. Enjoy cộng verb in là reading. Thì mắc gì chúng ta phải chọn listen nguyên mẫu, thế này vô lý quá. Cho nên là chúng ta phải vội vàng khoanh câu C ngay. Quá dễ, listening. Thì đằng sau nó có chữ and watching mà. Rồi. Câu 45 cô đọc mãi mà chưa tìm ra ha. Bây giờ bạn Trúc Nghi ha, Trúc Nghi chọn cho cô câu 45 đi. Dạ, dạ câu A. Ủa sao là A được con? Tại sao vậy? Dạ con nghĩ là dùng word 3 chữ. Tại sao vậy? Tại sao word 3 chữ? Diamond số nhiều mà. Diamond nó là kim cương phải không? Hay là gì? Hay là hột xoàn? Hay là gì? Dạ nó là giống như tên riêng đó con. Ừ, em phải nói nó là tên của một bài hát được chưa? Tại vì đằng sau nè em thấy này, one of nè, một trong những cái bài hát ưa chuộng của chị tôi đúng không? Thì nó là tên của bài hát, thì giờ nó là cái tên của một bài hát thì nó số nhiều số gì kệ nó, nhưng mà nó một bài thì phải dùng số ít thôi. Đúng rồi, thử thôi chứ mà câu này là câu A đấy. Rồi. Lạnh à. Cho nên câu này chúng ta phải sửa lại là chữ word số x. Đó là tên của một bài hát. Rồi đi xuống đoạn từ 46, 47. Chúng ta tập trung làm nhanh ha. Drivers are required to wear the seat belts when while driving. Cái này là bắt buộc. Bắt buộc. Mà
Chúng ta có cái chỗ là be required, cái chữ require là đòi hỏi đó. Như vậy chỗ nào có be required cộng to verb, chúng ta cứ mạnh dạn dùng chữ must cho cô. Đáp án sẽ là câu B. Câu 47 là một câu so sánh. Người A chơi tennis giỏi hơn tôi, thì nghĩa là tôi không chơi tennis giỏi bằng người đó. Cho nên câu 47, câu B. Rồi, câu 48 là một câu tường thuật đổi rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết. Cho nên là đổi tới đổi lui rồi cuối cùng là phải chọn câu C thôi. Còn bạn nào mà chọn D, A hay B gì đó thì có ý kiến đi. Nếu mà thắc mắc thì có ý kiến cho câu này. Rồi, câu số 49. Câu 50, cô sẽ giao nhiệm vụ cho một bạn. Rồi, bạn Hạ nha, con trả lời cho cô câu 49 với 50 ha. Đó là nhiệm vụ của bạn Hạ, sẽ trả lời hai câu cuối. Rồi, Khánh Hạ có đang nghe không? Trả lời hai câu cuối đi con. Dạ, bạn nói đáp án là câu 49B đó cô. 49B, hình như sai rồi đó. Câu 49 không thể nào là câu B được. Vậy câu 50 bạn chọn câu gì? 50B. 50B thì đúng. Câu 50B chúng ta đừng quên cấu trúc if it hadn't been for cộng danh từ. Cái cộng danh từ nó dài tuốt phía sau là đây. Nếu không nhờ vào là khi nó mang nghĩa tốt, còn nếu nó mang nghĩa không tốt thì là nếu không vì. Nếu không nhờ vào màn trình diễn gì đó về cái việc học hành tốt gì đó thì câu này đúng rồi. Câu 50 chắc chắn là câu B. Còn liệu câu 49 có phải là câu B không? The demand for her novel is great. Cái nhu cầu người ta cần mua quyển tiểu thuyết của cô ấy rất là lớn, cho nên nhà sản xuất phải quyết định yên lại. Đó, bây giờ bạn chọn câu B. Nếu em đưa tính từ là raise at the demand for all, thì nó ra mặc dù rồi nha. Cái câu B mà nếu dùng như thế này, tức là chúng ta đang đảo ngữ của cái câu mặc dù đó. Câu này nó giống giống câu đảo ngữ hồi nãy. Nếu mà câu B chúng ta nhìn lên màn hình nè. Nếu chúng ta chọn câu B chúng ta nó sẽ bằng. Cái vé đầu tiên nó sẽ bằng nè. Although the demand for her novel is great. Mà nó mặc dù mà làm sao người ta quyết định yên lại nghe em. Nó bởi vì thì nghe còn có thể. Cho nên thôi tác giả chọn luôn câu 49 thay cho bạn Hạ luôn đi. Câu gì đây? Dạ 49C. 49C. Để cô thử với cô nghi quá à. It is the publisher decision, chính quyết định của nhà xuất bản in lại quyển tiểu thuyết. That demands its greatness. Ủa, như vậy là chính cái sự quyết định của nhà sản xuất này, của nhà in này phải không, của người xuất bản này đã làm cho cái nhu cầu nó lớn, đâu có phải. Cái nhu cầu người ta cần lớn, cần nhiều thì làm cho người ta phải sản xuất, chứ đâu phải là cái nhà sản xuất này dẫn. Em làm ngược rồi, câu C là nó ngược lại rồi. Như vậy chúng ta loại được hai câu rồi đó. Câu B với câu C là không đúng rồi. Kia là câu D. Chắc chắn sẽ là câu D. Đây là một cách đảo ngữ. Và chúng ta còn nhớ ở cuối năm chúng ta học rất kỹ về cái dạng đảo ngữ nè. Set cộng to be nha. Đằng sau nó là set cộng to be. Cộng cái gì nè? Cụm danh từ. Cụm danh từ nó đi từ đâu tới đâu? The demand for her novel. Đó. Cái danh từ là nguyên cả cái khúc này. The demand for her novel. Đó. Nguyên cả cái khúc này là danh từ. Set
Nè, nhìn trên màn hình nè, search cộng to be cộng cụm danh từ cộng mệnh đề tác. Cái nhu cầu cần quyển tiểu thuyết quá lớn đến nỗi mà nhà xuất bản phải quyết định yên lại, cho nên đáp án sẽ là câu D thôi. Rồi, xong. Cô thấy có vài bạn đã rời khỏi rồi đó, rời khỏi cái cuộc họp này rồi đó. Tôi chưa thông báo nghỉ, một số bạn đã out rồi đó, nhanh quá đã ọp ra ngoài liền thôi. Rồi, bây giờ chiều nay mình chỉ mới xong được có 3 đề, nhưng mà còn 3 bài đọc. Chúng ta chưa có xong được. Bây giờ các bạn muốn sửa tiếp cho nó xong luôn hay là các bạn muốn dừng lại đi với sau học tùy ha. Nếu mà muốn học tiếp thì học tiếp, còn nếu muốn hết giờ nghỉ, tại vì lịch mình học là từ 4 giờ kém 15 là mình ngừng. Thì các bạn có muốn học tiếp thì mình sửa tiếp, còn nếu các bạn muốn ngừng ở đây thì mình ngừng. Lớp trưởng đâu rồi? Lớp trưởng cho ý kiến thử là sửa tiếp cho xong luôn hay là ngừng? À, lớp trưởng là im re luôn rồi, là chắc là thoát ra rồi đúng không? Ok em hả cô? Ừ. Sao giờ mới nghe? Dạ tại vì em bị lag, em bị out ra đó cô. Bây giờ sửa luôn cho nó xong đề này hay là ngừng lại ở đây, tùy lớp trưởng quyết định đi, là nói cho cả lớp nghe. Tại vì cô thấy có một vài bạn nó tự động bay ra ngoài rồi đó. Mà không biết là do kỹ thuật hay là do các bạn cố tình muốn nghỉ không biết nữa. Dạ chắc là mấy bạn bị dướng vào học thêm hay sao cô, kiểu vừa khớp giờ là mấy bạn ao ra để học đó cô. Ừ thôi nếu vậy thì thôi mình nhiều không biết, để cô coi thế coi. Hình như mình cũng làm được 2 đề hơn rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ nghỉ đúng không, hay là muốn học tiếp đây? Mình nghỉ thì bữa sau vô là sẽ đọc liền đáp án của 3 cái bài này. Chứ không, dạ. không có chần chừ nữa, hôm sau vô là chiều thứ bảy á. Chiều thứ bảy lên là 15 phút đầu tiên là để sửa 3 cái bài này, 3 cái bài của task số 3. Dạ, vậy cũng được cô. Ừ, và tôi đề nghị với em là bữa nay ra tới thứ bảy chúng ta phải có nhiệm vụ hoàn tất cho cô cái đề số 4 và số 5. Được không? Chứ không để lên đây ngồi chờ nữa, kỳ quá đúng không? Học phải tự giác. Dạ, được coi. Một cái đề tụi con, thật ra tụi con ngồi mà tụi con tập trung sửa, tụi con làm nửa tiếng đồng hồ rồi xong, hơn nửa tiếng thôi. Vậy là... bây giờ cô thông báo cho cả lớp nè, mình học tới đây là mình dừng. Còn thứ bảy tới á, là khi cô đúng giờ cô vào xong là mình 15 phút đầu tiên là cô dành để đọc đáp án, mình sửa đáp án của 3 cái bài reading trong đề số 3. Và sau đó mình sẽ tiếp tục sửa đề số 4 và số 5, test 4 và test 5. Nhưng mà bữa thường tuần sau là có 2 tiết á, mình sửa xong test 4, test 5, mà nếu còn thời gian thì mình sẽ sửa qua test 6. Khi nào mình đi xong 6 test mình mới sửa cái phần là đồng nghĩa và trái nghĩa. Rồi cô sẽ gửi tiếp bài tập với dạng file với các em về nhà. Các em phải chuẩn bị trước thì mình học nó mới lẹ được nha. Rồi tới đây tạm biệt ha, lớp học của mình dừng ở đây. Dạ, chào cô. Rồi bye bye tụi con. Dạ, dạ cô ơi. Ủa cô, cái bát đao mà hồi nãy, cái bài đầu hồi nãy con sửa cô là cái đó là truyền tải nhưng mà là bát đao tu hay là bát đao thôi cô? Cái cụm đó cô. Để cô coi ở trong, để con, hồi nãy là cái đề số mấy vậy con? Dạ. Đề 1 phải không? Dạ đề 1. Đề 1 để cô coi cái câu nào có đã, bây giờ mới nằm để dạ, câu 22 á cô. Câu 22 của đề 1. Nó có hai cái là bắt đầu on với bắt đầu to. Để cô xem đây câu 22. Đây, câu 22 đây. Câu 22. Là một cái cụm luôn là bắt đầu to. Câu 22 để cô tìm nó.
Đúng rồi con, bắt đầu tu đúng rồi. Pass down to là mình truyền đến cái chữ tu đó là chuyển đến đó, chữ tu là đến đó. Thì không có gì hết, câu này thì vẫn là câu A bình thường, vẫn vấn đề là mình phải nhớ được cái chữ xe xích điên đó là một tính từ, nó có nghĩa là kế tiếp hay là tiếp nối à, vậy đó. Vậy còn back down on là cái gì nữa cô? Cô thấy trong một cái bài reading khác thì người ta không có dùng cái dưới từ tu, thì cô nghĩ hai cái này nó bằng nhau đó, thì để cô check lại trong từ điển lớn rồi cô trả lời cho nha. Dạ. Ừ, nhưng mà cô thấy trong một cái bài đọc khác thì người ta lợi dụng là bắt đầu on, trong cái bài này thì dùng là bắt đầu to. Cô nghĩ cái nghĩa của nó cũng similar, vì khi cô đọc cô dịch cô thấy nó cũng giống giống nhau à. Dạ cô. Rồi. Chào cô. Rồi bye bye tụi con. Hạng thứ bảy gặp lại. Gì? Em xong ba tiếp rồi em gì? Ba tiếp nhưng mà đâu cho mình để làm cái cửa thêm mưa. Không, nó nói cô cho tụi con nghỉ để con học thêm luôn, nó thích giờ hết rồi tự kiếm. Đúng giờ một cái là nó tự nó ở hết trơn.